3 nhóm người cần tiêm vaccine bạch hầu sớm. Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có dã mạc ở tuyến hành nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục. Đây là một bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng chủ yếu do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra. Theo WHO, bệnh này có tỷ lệ tử vong cao, trung bình từ 5 đến 10% số ca. Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể mắc bệnh bạch hầu, tuy nhiên vẫn có một số nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác. 3 nhóm người cần tiêm vaccine bạch hầu sớm. Đầu tiên là trẻ em lúc 2, 3, 4 tháng tuổi, 15 đến 18 tháng tuổi và 4 đến 6 tuổi. Đối với trẻ ở độ tuổi học đường, cần được tiêm một mũi nhắc lại vào giai đoạn từ 9 đến 15 tuổi để tiếp kháng thể đã giảm sút sau mũi tiêm gần nhất trước đó. Thứ hai, đối với phụ nữ mang thai, cần tiêm vaccine phòng bạch hầu uốn ván ho gà ở tam cá nguyệt thứ 2 hoặc tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ, từ 3 tháng giữa của mỗi thai kỳ. Nhóm thứ 3, đối với những người trưởng thành và người cao tuổi, nên tiêm 3 mũi vaccine có chứa thành phần bạch hầu ho gà uốn ván nếu trước đó chưa tiêm chủng hoặc tiêm nhắc lại mỗi 10 năm một lần.